ចាស់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជាបន្តនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញម្តងចាដែលតទៅទៅនឹងអចលនៈទ្របការឡើងខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្របបីចានៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញនឹងការសប្បាយចិត្ត ក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យធំជាងគេចំនួន3ក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Nasdaq Composite ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុន SP 500 Index បានបង្ហាញនឹងការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៅតម្លៃអចលនៈទ្រព្យក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន DJ Enduro Work គឺបានកើនឡើងចំនួន0.25%ក្រុមហ៊ុន Nasdaq Composite បានកើនឡើងចំនួន0.25%នឹងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន S&P 500
thắng tức bông miên ca bóng hai nơi ca sọc đai giang khăn khăn áp bê đầy cổng hôn rộp bọc luôn bán khát bóng tắc prạng phần màn chỉ chiêng bày rồi liên ở lạc xã hội ảm rịch. Lucy McGoogle đã chỉ nè cổng cổng tư tư nơi cổng hôn phần lật rụt chân Global Chemical Manufacturing của LCD bán để đăng thà cổng hôn ní cứ ai đừng rộp bán prạng chẳng nơi khăn ông mùi thang ngày mùi thang ngày. Hãy cố bình chạm phần này thà ca khát bóng tắc prạng đòi chẳng xâm bán rộp cổng hôn ní cứ bán cản năng đất xa tàn cổng bộ lực nâng cà mơ cô bán thuộc cầu tự cam mân chôn thuộc cả ở dạng phê pram thang ngày đòi tiêm tia prạng khai bằng thèm. Nè vịt phía sở thàn là phía ca nghiêng nơi khăn ông bà tên ní cứ lô à nê giáp bán để đăng thà ca thuộc cầu tự cam nơi prom chôn thuộc cả nghiêng rộp cổng bộ lực nâng cổng cà mơ cô cứ thuộc khát bóng tàn cổng hôn nâng cổng bộ lực cà mơ cô khuôn anh toàn.